Chào các bạn, như vậy là chúng ta lại gặp lại nhau tại kênh review sản phẩm của Bisu Channel. Hôm nay thì tôi rất là háo hức để giới thiệu cho các bạn một cây đèn pin mới của Phoenix. Đó là cây đèn pin PD36R. Cuối cùng thì sau khi rất nhiều đối thủ đã tung ra những mẫu đèn pin sử dụng pin 21700 công nghệ mới, thì Phoenix họ cũng đã tung ra sản phẩm của riêng mình. Một năm, có thể nói là họ đã trễ khoảng một năm so với những đối thủ. Tuy nhiên, đây là điều cũng khá là quen thuộc, bởi vì Phoenix thì thông thường họ sẽ nghiên cứu những cái dòng sản phẩm của mình rất là kỹ trước khi mà tung ra bản release để kinh doanh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái cây đèn PD36R của Phoenix này. Thực sự là rất bối rối khi mà giới thiệu cây PD36R vì nó có quá nhiều điểm mới mẻ và tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Thôi thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng ngoại hình của nó trước. Và điều tôi muốn nói đến ở đây, tất cả mọi thứ mới mẻ về cơ bản là nó sẽ xoay quanh viên pin mới, đó là viên pin 21700. Đây là viên pin 21700. Thì như các bạn đã biết, đây là một thế hệ pin rất là mới và nó cho chúng ta một cái dung lượng rất là lớn ở một cái kích thước nhỏ hơn. Cụ thể nếu tôi nhớ không nhầm thì là thông số mà của các hãng họ đưa ra là kích thước sẽ lớn hơn khoảng tầm 20% và dung lượng pin sẽ lớn hơn khoảng tầm 40%. Đây thực sự là một cuộc cách mạng về pin, và cuộc cách mạng về pin này kéo theo cuộc cách mạng về đèn pin. Chúng ta sẽ có PD36R ở đây với dung lượng viên pin lên tới 5000mAh. Như vậy thì đương nhiên là đối với về mặt kích thước mà nói thì PD36R nó sẽ lớn hơn kha khá so với những cây đèn sử dụng một viên pin 18650, ví dụ như PD32, PD35. Các bạn sẽ thấy cụ thể ở đây thì tôi sẽ có cái kích thước đường kính của nó như sau này. Các bạn lưu ý là kích thước đường kính của nó sẽ là 25,4mm cho tới 26,4mm tùy theo cái điểm trên cái đèn. Tôi sẽ zoom lại một chút. Đây, nó sẽ lớn hơn khá so với những cái đèn trước đây thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm 21. Ở đây trên tay tôi là cây PD35 cũ, các bạn thấy không? Tuy nhiên thực sự mà nói là chúng ta biết rằng nó lớn hơn, nhưng khi chúng ta đặt hai cây so sánh cạnh nhau ấy thì chúng ta thấy rằng là cái kích thước lớn hơn của nó ở trong mức độ chấp nhận được, không đáng kể chút nào. Ngược lại chúng ta sẽ có một cái dung lượng cực kỳ lớn. Ok, đó là về phần vấn đề pin và chúng ta sẽ nói sâu về nó sau. Vấn đề tiếp theo, tất cả những cái điểm mới mẻ tiếp theo của cây PD32R. Thứ nhất là đến từ cổng sạc. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cổng sạc micro USB Type-C. Đây, cái này thì thực sự là giống như viên pin thì Phoenix họ cũng đã làm cái cổng sạc Type-C này rất chậm so với những hãng khác. Và những câu hỏi này thì tôi đã đặt ra với hãng cách đây hơn một năm rồi, là tại sao Phoenix không làm cổng sạc Type-C, vì nó là cổng sạc rất là tiên tiến. Tuy nhiên Phoenix họ khẳng định rằng chúng tôi cần có thời gian để nghiên cứu, và thông thường là 1 cho đến 1,5 năm. Thì bây giờ chúng ta đã có Type-C, mẫu đầu tiên có Type-C của Phoenix trên cây PD36R. Điểm tiếp theo đó chính là cái clip cài. Đây là cái clip cài hai chiều, các bạn có thể cài theo chiều từ trái sang hoặc từ phải sang. Đây tôi sẽ quay ngang để các bạn dễ nhìn. Đó. Đó là ba cái điểm mới nhất của Phoenix mà tôi muốn nói đến. Ngoài ra thì nó sẽ vẫn có những cái điểm rất là riêng của Phoenix. Thứ nhất là cái công tắc kim loại ở đây. Thứ nhất là công tắc kim loại và nó sẽ có một cái đèn LED ở giữa đây. Các bạn nhìn. Đây, cái đèn LED ở dưới này để cảnh báo cái dung lượng pin của chúng ta. Ví dụ như khi tôi bật lên này, đó, đèn sẽ báo xanh là pin vẫn còn khá là đủ. Rồi, đó là cái công tắc trên thân đèn. Ở phía đuôi đèn thì chúng ta sẽ có một cái công tắc cơ bằng cao su. Và hai bên thì chúng ta sẽ có hai cái lỗ. Đây, các bạn sẽ thấy cái lỗ ở đây đối xứng với nó nữa. Đây là hai cái lỗ để chúng ta có thể luồn cái dây lanyard qua buộc vào tay. Đầu đèn thì cũng có những cái phay tản nhiệt. Để mà nói thì so sánh với người anh em PD35R của nó thì không có khác biệt nhiều. Toàn bộ tất cả những cái bề mặt trên thân đèn này thì
Phoenix họ luôn luôn dùng những cái nhôm cao cấp tiêu chuẩn hàng không, và sau đó thì được xử lý một cái gọi là cái công nghệ hot anodize tip 3 một cách rất là nghiêm túc. Các bạn lưu ý rằng cái hot anodize tip 3 đấy thì ai cũng quảng cáo là hãng đèn pin nào cũng quảng cáo là chúng tôi có HA3. Tuy nhiên làm được điều đó chuẩn chỉ hay không là câu chuyện khác. Và nó là một cái mà chúng ta có thể thấy khác nhau giữa đèn pin rẻ và đèn pin đắt. Nói chung là cái công nghệ này thì Phoenix rất là tốt, tuy nhiên là cũng chưa thể nào so sánh được với những cái đèn pin của Mỹ. Các bạn sẽ thấy rằng đèn pin của Mỹ thì cái lớp mạ của nó cực kỳ bền. Nói về cái Phoenix PD32R này thì thực lòng là trước khi mà tiến hành review thì tôi đã trải nghiệm thực tế cái đèn này tại một vùng quê ở miền Tây, và tôi thực sự ấn tượng về về nó. Cái ấn tượng đầu tiên chính là cái mức sáng. Thông thường thì với những cái đèn pin nhỏ như thế này thì tôi quen với việc sử dụng những cây đèn có mức sáng khoảng độ 1000 đến 1200 lumen. Ở đâu đó chúng ta sẽ có một vài cây của Olay nó lên tới 1500-1800 lumen. Tuy nhiên nó bắt buộc phải dùng những cái pin mà dòng xạ rất là cao, và cái khả năng duy trì cái mức sáng cao của nó thì không được lâu, chỉ độ khoảng tầm 1 phút 30 giây thôi. Nhưng Phoenix PD36R này thì độ sáng cao nhất của nó lên tới 1600 lumen, hoạt động cực kỳ ổn định, và tôi thấy cái khả năng mà drop mức sáng, cái thời gian mà drop mức sáng nó rất là lâu. Tôi chưa test chính xác nhưng mà tôi chắc chắn là nó sẽ khoảng tầm trên 5 phút. Tôi đã sử dụng thực tế rồi. Đèn có nóng lên, tuy nhiên là chúng ta vẫn cầm được thoải mái. Cái tiếp theo, đương nhiên ấn tượng về mức sáng thì sẽ phải đi kèm với ấn tượng về thời lượng. Như công bố của hãng ở đây, có lẽ là tôi sẽ quay luôn cho các bạn dễ hình dung. Đây, chúng ta sẽ có mức sáng, một đèn sẽ có 5 mức sáng, tất cả là 1600 lumen này, 800 lumen, 350 lumen, 150 lumen và 30 lumen. Đó thì cái mức sáng thông thường mà tôi sử dụng thì tôi nghĩ là nó sẽ loanh quanh khoảng tầm từ 350 lumen cho đến 800 lumen thôi. Trong những trường hợp mà cần thiết lắm thì tôi sẽ sử dụng mức 1600 lumen. Tuy nhiên rằng ở mức mà 800 lumen thì cái runtime của đèn này đã lên tới 5 giờ 49 phút. 5 giờ 49 phút đối với viên pin đi kèm này. Đây là một con số mà khi mà chúng ta đã quen với những cái đèn pin mà cái runtime nó ngắn ấy, khoảng tầm 2 giờ, 3 giờ thì chúng ta nhìn 800 lumen ở con số gần mức 6 giờ là một cái gì cực kỳ kinh khủng. Và tôi rất là ngạc nhiên với cái khả năng hoạt động của nó, vô cùng bền bỉ. Tiếp theo là cái mức mà 350 lumen thì các bạn có thể hoạt động trong 8 giờ 24 phút. Đây. Hơi khó bắt nét. Đây, các bạn có thể thấy này. Rồi. Mức 350 lumen là 8 giờ 24 phút và mức 150 lumen là 26 giờ. Trong thực tế sử dụng thì tôi có bật mức 30 lumen là mức thấp nhất và tôi để qua đêm thì sáng hôm sau pin vẫn còn rất là nhiều, không có tụt mấy. Mức 30 lumen thực sự ấn tượng với tôi, vẫn sáng và sáng đủ dùng trong nhà. Khi đi ra ngoài đồng, đi ra ngoài ruộng thì mức khoảng tầm 350 cho đến 800 là đã đủ dùng rồi. Muốn hoành tráng ta dùng mức 1600, thực ra mức 1600 chỉ là mức gây sự thôi vì hàng xóm sẽ chú ý và khó chịu. Về cái như vậy là chúng ta đã nói về cái 5 mức sáng của đèn. Đèn sẽ có thêm một mức sáng strobe nữa. Bây giờ thì trước khi chuyển qua cái phần mà giao diện sử dụng thì tôi sẽ làm qua một lượt tất cả những cái mức sáng của đèn. Các bạn sẽ thấy là sẽ có đèn xanh báo cái dung lượng pin đây, nó sẽ giữ trong khoảng tầm 2 giây và nó sẽ tắt. Rồi đây là mức 30 lumen này, mức 150 lumen này, 350 lumen, 800 lumen và 1600 lumen. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần 3, đó là giao diện sử dụng của cây đèn này. Đối với những người đã sử dụng đèn Phoenix thì có lẽ các bạn cũng sẽ không lạ lẫm lắm đối với cách dùng của những cây đèn mà nó có hai công tắc. Rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ có một công tắc cơ học trên thân và một công tắc điện ở một công tắc cơ học ở đuôi đèn và một công tắc điện ở thân đèn. Thì công tắc cơ học là để chúng ta bật đèn. Sau đó thì công tắc đuôi là để chúng ta thay đổi những cái mức sáng của nó. Đó là như vậy. Các bạn click vào đây từng cái một là nó sẽ thay đổi. Chúng ta giữ chặt cái công tắc thân này, khi đèn đã bật thì chúng ta chuyển sang mức sáng nháy, mức sáng strobe.
đây là mức sáng mà để khống chế đối phương trong bóng tối nếu như chúng ta gặp nguy hiểm. Rồi, tắt đi. Công tắc cơ học. Lưu ý luôn rằng những cái công tắc cơ học là rất cần thiết cho đèn pin. Nó sẽ đảm bảo được cái độ bền của đèn cũng như là đảm bảo được cái việc mà dòng điện của viên pin nó sẽ không bị dò ra và chúng ta sẽ không rơi vào tình trạng là đèn không dùng vài tháng và cái pin nó hụt đi rất là nhiều. Đây là mức sáng thấp nhất. Mức sáng thấp nhất này là mức 30 lumen. Chúng ta khá là khó bắt nét, tôi sẽ cố gắng thử bắt nét. Ok. Giờ chúng ta đã bắt nét được rồi. Thì cái khoảng cách bức tường trắng từ tôi với tường trắng nó khoảng tầm 30 mét và các bạn thấy cái beam của nó cũng khá là rộng. Cái đèn pin thì tôi để ở đây đây. Bây giờ chúng ta sẽ tăng lên mức sáng 150 lumen. Đó, các bạn sẽ thấy khả năng chiếu xa tới cái cây ở đằng sau rất là tốt. Đây chúng ta sẽ có một cái ánh sáng màu trắng. Tiếp theo là mức 350 lumen này. Test thử một số cái phạm vi ở những cái cây xa hơn. Đèn vẫn có khả năng chiếu sáng rất là tốt. Và nếu mà các bạn đi săn với cái đèn này thì cũng không phải là một ý tưởng tồi. Bây giờ tôi sẽ bật mức 350 lumen. Đây. Các bạn có thể thấy. Tiếp theo ở đây là mức 800 lumen này. Tôi sẽ lấy nét lại. Rồi. Đây là mức 1600 lumen. Tôi sẽ cố gắng quay cái camera sang những cái góc xa hơn để các bạn có thể dễ hình dung. Đây. Như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau điểm qua một lượt tất cả những cái tính năng, cách sử dụng của đèn pin Phoenix PD36R. Các bạn lưu ý rằng cái đèn pin này sẽ kèm cho chúng ta một viên pin sẵn rồi, các bạn không cần phải mua thêm nữa. Và các bạn cũng có luôn cái cổng sạc trên thân, chúng ta cũng hoàn toàn không cần phải mua thêm bộ sạc. Thì ấn tượng của tôi sau khi sử dụng cái đèn này là như thế nào? Về mặt thực dụng mà nói thì tôi nghĩ rằng sau khi mà sở hữu đèn này thì tôi sẽ không bao giờ mua những cái đèn pin sử dụng một viên pin 18650 nữa, không để làm gì cả, tại vì kích thước gần như là tương đương. Đây các bạn có thể thấy to chút xíu thôi, thời gian sử dụng cực kỳ lâu, độ sáng cao, tất cả mọi thứ đều vượt trội, và thực lòng tôi không thấy có một lý do gì đủ mạnh thuyết phục tôi để phải mua một cái đèn pin 18650 nữa. Đặc biệt là với Phoenix, họ làm cái đèn pin PD36R này quá tốt. Dù biết rằng Phoenix họ là hãng đèn pin chuyên làm những cái đèn tốt, nhưng mà khi mà cầm cái PD36R trên tay này thì tôi ấn tượng hơn những cái dòng cũ rất là nhiều. Cái khả năng chiếu xa của nó lên tới 283 m, 1600 lumen. Tôi nghĩ rằng nó quá đủ cho mọi nhu cầu của chúng ta sử dụng hàng ngày. Mức sáng thấp là 30 lumen. Có một điểm duy nhất hơi đáng tiếc là giá như Phoenix họ cho thêm vào đó một mức sáng khoảng độ 1 lumen, 0,5 lumen là mức sáng moonlight thì nhiều người sẽ thích hơn. Tuy nhiên cũng không quan trọng lắm đối với tôi, 9 trên 10 rồi. Với 5 năm bảo hành, tôi nghĩ rằng đầu tư vào Phoenix PD36R là một sự lựa chọn cực kỳ hợp lý cho một cây đèn cho tất cả các nhu cầu. Như vậy là cái bài review về cây đèn pin mới Phoenix PD36R của tôi đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe bên dưới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.